Tất cả bà con thì luật sư Lân đã về tới Vũng Tàu rồi nha bà con. À, sau khi là anh từ biên giới Việt Lào là anh băng qua biên giới ha, rồi anh xuống là coi như là Nha Trang, rồi anh thẳng tiến đấy, thẳng tiến qua khỏi Cam Ranh luôn. Bây giờ anh xuống dưới Vũng Tàu ha. Rồi thì trước hết xin chúc cho bà con một ngày an lành bình yên. Rồi sau đây chúng ta xem lại cái hành trình của luật sư Lân nha, rất căng. Thì đây là cái hình ảnh là luật sư Lân nướng cá với ông Thanh Tú nha ông bà con. Lê Thanh Minh Tú hả? À, hình như đây là hình như người đứng là luật sư Lân thì phải. Còn cái tay này tay của Lê Thanh Minh Tú á, chắc là vậy á, phải không? Rồi, tiếp tục nha. Bây giờ chúng ta xem hành trình của luật sư Lân nha. Gì? Đó. Đó, thấy không? Chỗ này là đường này quen ghê là bà con hả? Quốc lộ 1A của mình đây chứ đâu. Thấy không? Quen ghê chứ. Chỗ này quá quen, đường này quen quá. Thấy không? Sương mù dễ sợ luôn. Đó. Có sương mù luôn hả ta? Ôi giời ơi, có sương mù luôn. Đường dài đó, bây giờ mình sắp đến khu vực bờ biển rồi quý vị. Đó, đó, Chúng ta đó. sẽ được đón biển sóng với ánh mặt trời rực rỡ. Đó, tới biển Vũng Tàu nha bà con. Luật sư Lân là sắp tới biển Vũng Tàu rồi đó. Đấy, rất là coi như là coi như ok đó bà con. Đi từ trên Gia Lai xuống mà lâu ghê ha. Chạy liên tục mà 2 ngày 1 đêm mới tới nơi ha. Công nhận. Xe này chạy cũng tốc độ nhanh mà sao mà đến 2 ngày 1 đêm mà từ Gia Lai mới tới là Vũng Tàu ta. Không này. À, ghê thiệt. Đấy. Cảnh vật bà con thấy sao, quen không? Đoạn này tôi nghĩ chắc là ở đoạn nào ta? Đoạn Cát Cát này, ô, cầu vượt nào? Đoạn Cát Cát này giống chắc là vô cái đoạn Xuân Lộc Đồng Đồng Nai Chào quá. anh Thất Văn Mai, chào đội Victoria, chào Mô Hình Nguyễn. Chào Đất Nâu, chào cô Liên Trần. Đấy. Rồi, sẽ đổi ghé cô, thèm thịt trâu quá, cô Liên Trần ơi. Ồ, Chào có bà Liên thịt Trần trâu nha. này, thấy không đó? Chào Trang Nguyên. Ồ, tức là có ghé ăn thịt trâu, bà con nhớ đoạn nào có thịt trâu không bà con? Dọc quốc lộ 1 có đoạn nào có thịt thịt trâu không? À, nghe nói rằng là có cái ông gì ông Đạt Long An hay ông Đại Long An đó đang lên đường truy tìm luật sư Lân đó con. Anh Thông có thuyền chưa, ra khơi được chưa? Trời bão, cảnh này là cảnh bão, bão cho nên là trời nó mù mù thấy không, chứ ở Mỹ làm gì có Chào cô Hương bão, Mai, chào Liên nha. Việt Nam mới có Rồi, chị bão. đến nghe là còn chưa ăn cái món mắt cá ngừ đại dương. Đó không, chỉ có Việt Nam mới có cá ngừ đại dương chứ ở Mỹ làm gì có, thấy không đó. Chào Quang Anh Đất. Đó. Ồ, chạy dữ à. Mà sao mình thấy tốc độ nhanh mà từ Gia Lai về đến đây mà 2 ngày 1 đêm ghê vậy ta? Hả?
Chào Lê Dân. Gần tới Vũng Tàu rồi, rồi đây nè. Tới đoạn này thì đi nhanh ha. Chào em Lê. Đoạn này thì đi nhanh. Tới Vũng Tàu rồi. Gần tới Vũng Tàu rồi. Chào thầy Nguyễn. Chào heo con Tấn Phúc. Ồ, tới đây mưa hả ta? Mưa hả? Mưa hả? Trời, sương mù bị đắng luôn á. Một cái xe sai vậy? Sương mù hả? Sương mù Việt Nam làm gì có sương mù? Rồi, sao cho mày? Hả? Rồi, xin chào cả nhà mình. Bữa nay trời sáng mà tại sao tự nhiên cái là đi ngang khu vực sương mù? À. Sáng vậy? Nay mình thức dậy ở cái nơi rất là xa vậy? Mà mình sẽ được điểm tâm bằng một cái tấm biển đó thôi. Mình điểm tâm bằng cái món khoai lang quê hương đó, củ khoai lang ngọt ngọt bùi bùi à. Rồi sau đó thì là cả là lên đường à. Và bây giờ trước mắt chúng ta là biển. Ở Mỹ làm gì có khoai lang không? Ở Mỹ làm gì có khoai lang? Cái Việt Nam có khoai lang. Bây giờ mình sẽ quên đi tất cả những cái vấn đề gì đó, những lo to hàng ngày để mình đón chào ánh nắng rực rỡ và cái biển. Ủa sao không sống ở cái biển hồi nãy mình đi có sống ở giữa đúng không? Vâng, và bãi biển đây trước mắt chúng ta. Ồ, tới biển Vũng Tàu rồi, đi nhanh dữ ta. Mới hồi nãy là coi như là bộ đầu video thì tới khoảng độ Xuân Lộc. Cũng có nhiều người nhắn tin về cái chuyến bay giải cứu cũng như là cái chuyến bay cái tới Thượng Á. Thì xin phép là trong từ đây tới cuối tuần chúng ta sẽ ghi về đề tài này. Đúng rồi. Để chúng ta đi tham quan một số nơi. Đúng rồi. Cái gì xảy ra là đã xảy ra rồi. Đúng rồi. Bây giờ nếu mà cứ căng thẳng chăm chú vào đó hoài cũng chẳng có ích lợi gì cả. Đúng rồi. Chúng ta sẽ đón một cái nơi mà có những ánh nắng yên bình với những đợt sóng biển. Đúng. Ai ai tìm anh sao không ba? Thôi hai tìm cứ tìm thôi. Nói là gì đó anh vẫn đứng đây chờ em đi tìm. Chào chị Quân nha, chị Quân đưa cái tôm hùm chị Quân luộc chưa chín nha. Hồi nãy mới luộc lại nó còn máu quá chị Quân ơi. Đó, anh tôm hùm. Anh tôm hùm thì ở đâu ta? Ở đâu có? Bây giờ đã qua bên Ninh Thuận rồi, nó đâu rồi? Ủa mới qua Ninh Thuận à? Tưởng là tới Vũng Tàu rồi. À. Mới qua Ninh Thuận tới à? Ủa chỗ đèn đỏ đấy trời. Chà. Nó này coi đây, coi gần thay bãi biển rồi đó, bãi biển xanh ngắt đúng không? À, mới qua Ninh Thuận. Một màu xanh xanh đúng không? Đấy. Ồ. Chào thị Cẩm Tơ Nguyên. Chào Hương Phạm. Ủa cô Lan là sáng giờ thấy chiến đấu đâu rồi, không thấy cô Lan hết rồi. Chào Trần Vinh nha. Trời ơi trời, sao chị Quân bây giờ tính sao giờ, nó ra quả rồi sao giờ? Tới Ninh Thuận hả ta? Mới qua khỏi Ninh Thuận hả ta? Tưởng đâu tới Vũng Tàu rồi chứ. Xe chạy lâu vậy? Hai ngày một đêm mà chạy mới tới Ninh Thuận. Cá đầu câu. Giờ chờ cái đám lâu la của xe ôm ra để câu được, còn bẻ lưới lớn luôn chứ câu cái gì đâu mà câu. Chào Lộc Nguyên, chào Huệ Võ. Không biết là Minh Tú với Lê Tú đưa thuyền tới đâu rồi ta? Lê Tú à? Ủa mà hát biển hả? Đâu con câu dẫn đó hả? Phải chạy dòng kia.
vậy là lên đó là sa mạc nè. Tới đâu rồi? Bây giờ nghe xe ôm là rồi da gà nó nổi, ốc cá nó chơi rồi. Tới đâu rồi? Giờ bọn du thuyền hay là đi xe tải thôi chứ không. Tới đâu rồi? Có khách kêu tài xế gì ghé vô. Ủa? Khách kêu. Ủa? Nhắn gì tài xế vậy em gái? Ủa? Có khách luôn hả? Đồi núi biển dập luôn. Bây giờ xe nó ra khỏi biển Ninh Thuận rồi. Ồ, mới qua khỏi biển. Nè. Có người muốn gặp em nè. Bá Tài hỏi nhắn gì em? Ồ. Bá Tài đang chung. Chạy lâu dữ ta. Chạy lâu quá. À. Đây là một lát nữa là luật sư Lân sẽ nướng cá nha. Đấy. Bây giờ xem tiếp tục là hành trình của luật sư Lân nha. Đấy. Muốn cái mặt hình sự nè, tại vì hồi sáng giờ cho ai chú, cho ai cũng khai lang không à. Nhớ anh tài xế quá, anh tài xế lái xe an toàn nghe nha. Nó lớn rồi. Nói câu rồi. Được không? Mà không? Mà có tiếng mà bởi vì biết mà bởi không. Tài xế bất cỡ má ơi. Xe này chạy chậm quá. Chạy chậm quá luật sư Lân ơi. Xe chạy chậm quá. Chạy Dân Võ. Trên Gia Lai về mà 2 ngày 1 đêm mới tới Ninh Thuận. Này ngồi đây cho chút cho ké câu Kiều nha. Lúc này thấy nhà Kiều rồi người Kiều á, mình cũng làm với Kiều nha. Kiều gì đó. Chấm năm Kiều vẫn là Kiều. Quan ăn hối lộ là điều tất nhiên. Đó, mình là Kiều nha quý vị. Ừ. Đâu phải như Duy Anh đâu, cầm chú Duy Kiều xong lên máy bay ngủ chứ không nữa. Hiện rồi thời gian dài sau này cái mũ này sẽ mất. Bây giờ thì cái mũ xuất hiện trở lại quý vị. Chắc là giờ này là thám tử Cao đồ với lại là ông gì đó Long An đó là chắc xuống đang truy lùng là luật sư Lân ở Vũng Tàu rồi nè. Sắp có phim hay nè bà con ạ. Sắp có phim hay á, chứ không phải đùa đâu. Đấy. Sắp có phim hay đấy. Rồi, chạy. Trời ơi, là vui gì đâu, Trần Vinh thì hành từ ngày qua giờ đó đi suốt sáng ở Khoai Lang. Có Khoai Lang trái bắp mà tới giờ luôn á. Rồi, có giờ không con? Rồi, hết hành trình ha. Rồi, ngưng. Ngưng cái hành trình rồi. Hết. Hết cái hành trình. Thôi đẹp một chút xíu tới cái nơi nào mà. Rồi, hết cái hành trình. Bắt đầu tới cái cảnh là nướng cá ha. Đó, cảnh này là cảnh nướng cá đó bà con. Cảnh nướng cá đó. Nướng cá rồi. Rồi, bà con. Ai chưa đăng ký kênh của tôi thì xin đăng ký dùm. Và một lần nữa xin chúc bà con một ngày an lành bình yên. Xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả bà con. Xin hẹn gặp bà con trong video sau. Xin bye bye tất cả mọi người.